Rồi, hello xin chào tất cả hai anh em các bác nhé. Em là Vinh Lặn Top One. Thì hôm nay quay trở lại lên video để giới thiệu với anh em một vài sản phẩm của bên shop nhé. Thì cái thời gian làm video thì em cũng làm nhanh thôi. Nói về một chút về nói sơ qua về các con máy thôi, chứ còn video quảng cáo máy thì em cũng làm rất nhiều rồi. Anh em nào quan tâm thì anh em có thể tìm lại các video cũ để anh em có thể là tham khảo chi tiết. Đây hôm nay em gửi tổng cộng là 9 con máy cho anh em khách hàng nhé. Thì làm đều tam tắc giống hệt nhau, không có gì khác nhau cả. Thì bên em thì đang bán vài mẫu sản phẩm như là kích lặn dùng bình ắc quy, và đây là bản kích lặn cầm tay dùng pin. Đối với bản này là bản anh em có thể tháo được đôi chĩa ra nhé, tháo được đôi máy ra. Thì khi anh em nhận hàng thì anh em kết nối hai cái máy này vào với nhau, hai cái phần này kết nối vào với nhau thì cũng rất là đơn giản thôi. Nó sẽ có một phần rắc và anh em vặn người chiều kim đồng hồ khoảng tầm 6-7 vòng gì đấy, anh em cho vào gen và anh em vặn vào. Nói chung là cũng rất là đơn giản, không có cái gì khó khăn cả. Đấy, khi anh em nhận máy thì anh em sẽ có một con máy như thế này. Anh em vặn hết cái phần đầu chĩa vào và anh em làm hai cái móc nhôm quần áo, anh em làm hai cái chĩa V và đây là ok. Đấy thì ở đây em cũng có làm một cái chĩa V rồi để test con máy đặc biệt đến gửi cho anh ở Đồng Nai nhé. Đấy thì cái bản đặc biệt này thì nó sẽ khác đối với những cái bản thường. Những cái bản thường thì em sẽ làm cái phần có bấm cỏ tín hiệu ở bên trong máy đấy nhé. Người còn thường gọi là có âm. Còn đối với cái dòng cao cấp hơn thì em sẽ làm cái phần cỏ rời ở ngoài như thế này. Đấy, cỏ rời ở ngoài thì đẹp hay xấu thì cũng tùy mắt anh em thôi, tùy thẩm mỹ. Còn đây là em đã làm cố gắng đẹp nhất có thể rồi. Và phần máy này em sẽ bọc là cao su lon cho anh em, vừa chống va đập và thường nâng cao cái thẩm mỹ tốt hơn. Đấy thì làm cái cò rời tín hiệu ở ngoài như này thì nó bấm máy nó nhạy hơn so với cò từ. Ngày trước em có làm cò từ rồi nhưng mà dùng một thời gian, thứ nhất là nó hay bị không nhạy, phát được phát không. Thứ hai là cái từ nó quá lách cách. Nhiều khi anh em muốn ngắt máy rồi nhưng mà để ở trong ba lô, cái cò này nó khi nó sập xuống nhẹ chẳng hạn thì từ đã hút rồi. Khi từ hút rồi như vậy thì con máy tự chạy và gây những hiện tượng hỏng hóc không đáng có. Và em đã từ bỏ làm cái cò từ cách đây 1 năm rồi, và bây giờ em chỉ làm một là cò âm, hai là cò tín hiệu như thế này. Và cò tín hiệu như này em chỉ trang bị ở trên bản đặc biệt anh em nhé. Cái bản này thì sẽ giúp anh em lặn sâu hơn và sẽ sử dụng là 9 pin. Pin của nó thì em đang trang bị cho nó là pin VTC5D. Thì 9 pin thì sẽ giúp cho anh em đi được khoảng tầm 8 đến 9 tiếng tùy vào lượng cá anh em nhé. Anh em có thể đánh được khoảng từ 1 đến 2 tạ cá là chuyện bình thường. Anh em nhớ là 1 đến 2 tạ cá nhé. Anh em sẽ đánh cá được khoảng 1 cân đến 2 cân sẽ 1-2 tạ cá rất là ok. Đấy. Thì một chút nữa em sẽ test về cái sức mạnh của nó cho anh em xem. Thì còn đây là một bản khác. Cái bản này thì bán cho anh em một người anh em khách quen, để anh em họ đặt cái đầu ra là ống 27. Đấy thì về họ sẽ tự làm chế theo ý thích của họ thì ok. Nói chung là anh em có nhu cầu như thế nào anh em cứ bảo em. Nếu mà em đáp ứng được thì em sẽ nhận làm. Còn nếu mà anh em nào mà có nhu cầu cao quá hoặc là em không thể làm được chẳng hạn thì em sẽ không nhận máy anh em nhé. Rồi, em sẽ giải thích một chút về cách làm cái chĩa V này. Thì nhiều anh em làm cái chĩa V này rất rộng. Cái lại em làm chỉ hai cái chữ V này nó cách nhau khoảng là 7 đến 8 phân thôi anh em nhé. Và cái độ hở, nghĩa là độ hở chĩa là tính từ cái phần băng dính quấn lên cái đỉnh đầu chĩa là 8 phân nữa. Tổng cộng cái độ vuông của nó sẽ là 16 phân. Thì đối với cái việc này thì anh em hai cái tiếp điểm này khi đánh vào con cá nó sẽ sang nhau nhanh hơn, nghĩa là điện từ que A sang bên que B nó sẽ nhanh hơn và cái việc này sẽ giúp cho anh em đánh cá chết tốt hơn. Còn nhiều anh em làm rộng, có anh em làm đến rộng đến 20-30 phân, mạnh hơn thì không thấy nhưng mà sẽ hại máy hơn và nhanh hỏng máy hơn anh em nhé.
Nên là anh em đã mua một con máy muốn bền, muốn sử dụng lâu dài thì anh em phải tuân theo cái quy định và cái nhu cầu hay là yêu cầu của nhà sản xuất anh em nhé. Còn nếu mà về anh em cứ thích làm theo ý của anh em thì cũng ok thôi, đấy là tài sản của anh em. Còn nếu mà anh em làm hỏng thì anh em phải chịu trách nhiệm, có thế thôi. Đấy, còn anh em làm theo đúng yêu cầu, làm theo đúng hướng dẫn thì anh em sẽ được một con máy bền, đánh cá ngon. Đấy. Thì bây giờ sẽ test qua một chút sức mạnh của một con máy đặc biệt. Thì con này sẽ làm cho vùng nước ở miền trong, nên là nó cũng cái áp của nó thì nó cũng bình thường thôi, chứ nó ví dụ như bản đặc biệt ở miền ngoài mà mang vào miền trong và miền trong đánh thì chưa chắc là đánh được đâu. Tại vì là cái máy đặc biệt ở miền ngoài thì em sẽ làm cái áp và cái độ rộng xung của nó cao hơn thì đánh nó sẽ ghê gớm hơn. Tại vì là nước ở ngoài miền ngoài nó tận điện kém hơn so với nước ở miền trong. Miền trong thì thường nó còn nhiễm phèn, rồi nhiều khi nó còn nhiễm cả lợ nữa. Thì cái máy đặc biệt ở trong miền trong thì sẽ ưu tiên về cái mạch, sẽ làm độ mạch cho nó, cái dòng xả nó cao hơn. Pin sử dụng pin Soli thì nó sẽ cho cái dòng xả cao và nó tốt hơn đối với những cái loại bình thường mà làm cho những cái bản bình thường. Đấy. Em sẽ test qua một chút nhé. Và cái bản này thì cũng lưu ý anh em sử dụng là khi anh em sử dụng thì anh em mở cái phần cao su ra. Đấy. Khi anh em sử dụng thì anh em mở phần cao su ra, và khi mình đi về chẳng hạn thì mình chỉ cần vén cái cao su lên là ok anh em nhé. Cái tu vít này nó trơn quá nên là nó cứ bị chặt. Rồi, em chỉ test sơ vài phát như vậy thôi, không nên test nhiều. Tại vì thứ nhất là cái áp của nó thấp nên là cái lượng lửa của nó kéo ra nó là bình thường thôi, nó không có gì ghê gớm quá cả. Nhưng mà về cái độ chịu tải, nghĩa là nó chịu được cái độ lặng tải nó ok hơn. Để mà chịu tải được tốt hơn thì ở bên trong máy này, về phần tản nhiệt cũng như là cái phần biến áp phải thiết kế lại khá là nhiều. Nên là những cái bản như này thì làm rất là lâu, thường em sẽ nhận cho anh em khoảng 2 ngày thì em mới làm và gửi cho anh em được. Tại vì năm nay thì cũng khả năng cũng có hơi có duyên để mà bán được cái loại này. Từ đầu năm giờ thì cũng bán được khá chiếc rồi. Đấy, năm ngoái thì bán được ít, nhưng mà năm nay thì có vẻ là anh em cũng yêu thích cái bản đặc biệt này hơn. Đấy. Tại vì là nhiều anh em đã dùng những cái bản thường rồi, đánh rất ngon rồi, nhưng mà anh em lại có những cái nhu cầu mà đánh nó phê pha hơn. Chẳng hạn một lần anh em đi xa, anh em chỉ cần phải sạc một lần thôi và anh em sử dụng tầm 2-3 ngày mới hết điện. Đấy, thì anh em lựa chọn cái bản đặc biệt này thì rất là ok. Đấy, video thì khả năng này cũng sẽ làm đến đây thôi. Nếu mà anh em là có nhu cầu mua hàng thì anh em có thể gọi điện hoặc là gọi nhắn tin Zalo với số điện thoại là 0352666197. Đấy, em nhắc lại một lần nữa là 0352666197 anh em nhé. Chào tất cả anh em.